Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo Hoa Sông 12. Ấn Độ hoàn thành tiêm chủng cho 75% dân số trưởng thành. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình. Mục tiêu của chương trình là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng GDP bình quân từ 6,5 đến 7% một năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại nghị quyết số 23 năm 2021 Quốc hội khóa 15, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn. Tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nghị quyết nêu rõ đối tượng hỗ trợ bao gồm người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023. Một số chính sách có thể kéo dài bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Để đạt được những mục tiêu trên, nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu gồm mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành về dân số và phát triển, nghiên cứu đề xuất phương hướng giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển. Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thời gian qua, cả nước nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng phải chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Thế nhưng thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng đón chào mùa xuân sắp đến. Người dân đã bắt đầu sắm sửa, tân trang nhà cửa để chuẩn bị đón xuân. Thị trường hàng hóa phục vụ Tết cũng khá đa dạng. Kính thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đang rất cận kề. Không khí xuân tràn ngập trên khắp phố phường. Lòng người cũng rộn rã trước thềm xuân mới. Và nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đang rất háo hức chờ đón thời khắc năm 2022 với nhiều niềm tin và khát vọng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như hàng năm. Thay vào đó là vườn hoa xuân Nhâm Dần Cần Thơ 2022 được thực hiện tại công viên Sông Hậu, Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, với 22 tiểu cảnh được trang trí bắt mắt và sống động. Có sự khác biệt là hạn chế về cái quy mô là những cái tiểu cảnh mô hình và đặc biệt là kết hợp là đặt ở trong cái công viên Sông Hậu, một đoạn công viên Sông Hậu để chúng ta có cây cảnh, có là hoa rồi có mô hình, đặc biệt là chúng ta có nơi để mà tạo ra những cái mô hình linh vật cọp với cái sức mạnh, cái sức dũng mãnh. Các mô hình trong vườn hoa gồm vườn mai mang ý nghĩa sắc xuân phương Nam, mô hình cánh buồm vượt sóng mang ý nghĩa cổ vũ động viên cùng nhau vượt qua khó khăn để phấn đấu vươn lên trong năm mới, mâm ngũ quả nhắc nhở truyền thống Tết phương Nam, thông điệp 5K tuyên truyền mọi người cùng phòng chống dịch COVID-19. Em cảm thấy vườn hoa năm nay tuy là không có được dài, rộng như là vườn hoa của những năm trước, nhưng mà từng cái tiểu cảnh rất là được chỉnh chu, hoa thì rất là tươi và cái chú hổ thì rất là nhìn rất là dũng mãnh,
nhưng mà cũng rất là đáng yêu. Không khí mua sắm của người dân tại một số chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ được diễn ra rất sôi nổi. Thị trường hàng hóa phục vụ cho đợt mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán cũng rất đa dạng, từ hàng hóa thiết yếu đến không thiết yếu. Để góp phần tạo nên không khí đón chào Tết Nguyên đán cũng như làm cho một mùa xuân thêm trọn vẹn, thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện công trình đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2022, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Nhâm Dần với chủ đề Cần Thơ vững bước niềm tin, với chiều dài 900m, điểm đầu từ giao lộ 30 tháng 4 Quang Trung và điểm cuối là trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Em kỳ vọng là năm 2022 á, là sẽ có tình hình dịch nó sẽ tốt hơn để cho kinh tế của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung càng ngày được càng phát triển hơn. Tết cổ truyền Nhâm Dần đã cận kề, nhân dân thành phố Cần Thơ cùng nhân dân cả nước chào đón Tết bình thường mới trong tâm thế tự tin thích ứng, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng. Tin rằng năm mới với mọi người, mọi nhà sẽ là những niềm vui trọn vẹn. Còn tại Đắk Lắk, nhiều hoạt động như bắn pháo hoa, các lễ hội buộc phải dừng để phòng tránh dịch COVID-19. Tuy vậy, không khí mùa xuân vẫn rộn ràng. Trên các tuyến đường phố núi Buôn Ma Thuột được trang trí cờ hoa rực rỡ, vui tươi chào đón mùa xuân mới. Tết năm nay, đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2, nên các tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột rợp bóng cờ hoa, tô thắm thêm mùa xuân thắng lợi. Mọi người đón Tết an vui trong bối cảnh dịch bệnh đã trở nên bình thường mới. Cũng như mọi năm, để tạo điểm nhấn cho bức tranh mùa xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đã làm con đường hoa rực rỡ trải dài trên tuyến đường chính của thành phố, thu hút đông đảo du khách đến chụp hình lưu niệm. Đường hoa được sắp xếp trang trí theo phong cách Tây Nguyên đã tạo nên nét độc đáo, vui tươi, phấn khởi của một thành phố trẻ, năng động, phát triển. Các tuyến phố bích họa và chợ hoa Buôn Ma Thuột càng thêm nhộn nhịp, người người vui xuân sắm Tết. Từ xưa đến nay, hoa đào được xem như là biểu tượng riêng cho mùa xuân, cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Hà Nội lại nô nức tìm mua những cành đào đẹp tươi. Đặc biệt chơi đào cổ đã trở thành một thú chơi công phu và tao nhã của người Tràng An. Vườn đào của gia đình ông Nguyễn Văn Toàn là vườn đào cổ nguyên thủy hiếm hoi còn sót lại ở làng đào Nhật Tân. Có truyền thống trồng đào 70-80 năm nay, đến giờ gia đình ông Toàn vẫn duy trì gần 100 gốc đào cổ. Đa số các gốc đào ở đây có tuổi thọ trung bình khoảng 20-30 năm. Cũng bởi là giống đào cổ nên khá kén khách, đa phần là những người quen, am hiểu và yêu đào cổ. Đào cổ người ta gọi là tức là cây nó già, nó cần cỗi, nó như người già. Nó sẽ sức nó yếu đi, nhưng mà cái đẹp thì người ta trân trọng là vì nó càng lâu năm thì cái giá trị nó càng lớn thì người ta càng thích. Thế nhưng mà cái đào thì nó cũng nếu mà mình mà chăm chút cho nó đi bảo tồn, nó cũng phải được 40-50 năm cây đào. Nếu mà không có bị sâu bệnh nó phá hoại. Chăm sóc cho chân cây ổn định, về chỉ khách chỉ được chơi thôi, không phải lo nghĩ gì cả. Thế như tôi dòng được lên chậu đến 3 tháng nay rồi, tôi mới chăm sóc cho cả phân thức ăn cao cấp trên chậu, đầm hoa nó chỉ đỏ, càng ngày càng đỏ thắm, càng nắng càng đẹp, tôi không là sợ nắng. Vốn thanh lịch, cầu kỳ, người dân Hà Thành rất ưa chuộng loại đào cổ thắm sắc, cánh hoa kép dày, trên cành phải đủ lá, hoa, nụ và quả non, gốc già nua khẳng khiu, nhiều thế đẹp. Năm nay do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nên các vườn đào cũng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu mua đào cổ cũng giảm đáng kể. Hoa năm nay đào thì nói chung là tuyết hoa cũng rất là đẹp, khá không phải không. Nhưng vấn đề không biết là lý do là ảnh hưởng về cái COVID. Riêng nhà tôi năm nay để mà nói thì thực ra nói mọi năm dám chơi 5-10 triệu một cây, 10 triệu một cây. Nhưng năm nay chỉ dám chơi 4-5 triệu. Chơi đào cổ là một thú chơi đầy tính nghệ thuật, đòi hỏi sự cầu kỳ, đầu tư từ việc chọn thế đào, sắc hoa, lộc, nụ. Cùng với cây nêu, bánh trưng, đôi hàng câu đối đỏ, những cành đào thắm sắc luôn là một biểu trưng đặc biệt cho mùa xuân, cho Tết Nguyên đán trong lòng mỗi người dân Hà Thành. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, thì việc đi chơi ở đâu vào dịp Tết Nguyên đán mà vẫn bảo đảm an toàn được rất nhiều người quan tâm. Với công trình đường Hoa Xuân và phố đi bộ Pont de Long Biên ở khu đô thị Splendora, huyện Hoài Đức, Hà Nội, chắc chắn sẽ khiến nhiều người thích thú bởi không gian ngập tràn sắc xuân cùng những nét văn hóa tái hiện lại một Hà Nội xưa. Với chủ đề Hành trình vàng son Tết Việt,
Đường Hoa Xuân 2022 là một chuyến đi qua các miền ký ức, nơi hiện tại và tương lai gặp nhau, đan xen và hòa quyện để tạo nên một bức tranh toàn cảnh về một miền vàng son Hà Thành. Nổi bật trong không gian đường Hoa Xuân là hình ảnh con tàu nhiều màu sắc lao về phía trước. Đoàn tàu mùa xuân chạy qua những cánh đồng hoa khoe sắc, các tiểu cảnh cũng hướng đến sự kết nối những di sản trong quá khứ với một Hà Nội đổi mới và không ngừng vận động. Nó là một cái nơi mà để có thể thể hiện lại những cái giá trị văn hóa, lịch sử và những cái giá trị về mặt kiến trúc, cảnh quan cũng như là những cái vấn đề ẩm thực của Hà Nội. Cũng hướng tới một cái thủ đô văn minh sáng tạo và vươn tới tương lai. Với phố đi bộ Pont de Long Biên là sự giao thoa văn hóa giữa kiến trúc Pháp và nét hào hoa đất kinh kỳ. Đặc biệt, nơi đây còn có các gian hàng của nhiều làng nghề truyền thống và trò chơi dân gian, hứa hẹn đem lại hành trình khám phá mới mẻ dành cho du khách. Đi vào đây để thấy đẹp hơn sức tưởng tượng vì mọi người rất là đầu tư làm. Hơn nữa là cũng có những cái trò chơi dân gian để cho em bé được trải nghiệm. Nhiều thứ em bé cũng chưa biết, ví dụ như là chuông gió hoặc đất nặn các kiểu thì em cũng chưa biết. Tại vì mới bé mà, thì đây cũng là một cơ hội để em bé có thể học hỏi được nhiều thứ hơn. Để đảm bảo mục tiêu kép vừa tạo không gian văn hóa cho người dân vui xuân đón Tết, vừa an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức cũng luôn tích cực kiểm soát số lượng người tham gia và phân chia lịch hoạt động, đảm bảo giãn cách cho du khách tới tham quan thưởng lãm đường Hoa Xuân. Dự án cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt qua tỉnh Nghệ An sau khi hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với cả nước. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Nghệ An đã hoàn tất và các khu tái định cư cho người dân cũng đã được xây dựng. Những ngày cuối năm, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có mặt tại khu tái định cư để ghi nhận sự đổi thay trong cuộc sống của người dân khi chuyển về nơi ở mới. Ở cái tuổi ngoài 60, ông Phạm Trọng Hưng ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bắt đầu nghĩ đến việc lớn trong đời là xây một căn nhà mới khang trang, đàng hoàng hơn. Trước kia khi ở nơi ở cũ, công việc ruộng đồng quanh năm vất vả, chưa bao giờ ông dám nghĩ đến việc xây một căn nhà kiên cố, đàng hoàng như thế này. Khi dự án cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt chính thức triển khai qua địa bàn tỉnh, ông đã được tuyên truyền thu hồi đất, phục vụ cho công trình và về khu tái định cư mới để ở. Nhà nước đền bù cho ông đất và tiền làm nhà. Từng viên gạch đang được xây lên, gửi gắm bao nhiêu tình cảm mơ ước của ông cùng với người thân trong gia đình. Nói về cái phong cảnh thì đẹp, thì nhà cửa thì khang trang hơn trong kia. Thì chúng tôi cũng cảm ơn của nhà nước là trên cái vấn đề là công việc là thu hồi đất, rồi trả tiền khoản để cho các hộ rã dân có tái định cư để làm. Nếu như tôi làm là cùng sống như vậy là các gia đình sống cũng đàng hoàng mà là nhà mới như là tốt rồi. Vấn đề sau rồi thì chúng tôi lại tiếp tục chấp hành chủ trương cái nơi tái định cư đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn và giữ vững cái nơi cũ tái định cư như nhà nước đã quy định. Để ổn định đời sống cho nhân dân thì phải hoàn thành các khu xây dựng các khu tái định cư. Và hiện nay thì nhân dân cũng đang gấp rút để xây dựng nhà để sớm ổn định đời sống. Đặc biệt là để đón một cái năm mới 2022. Thì trên địa bàn này cũng như chính quyền huyện cũng như chính quyền địa phương phải tạo một cái điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nhân dân trong cái việc là di chuyển đến nơi ở mới, có thể đón cái không khí một năm mới nào ấm áp và ấm cúng hơn trong những nơi ở cũ. Sự đồng lòng ủng hộ của người dân đã giúp cho công tác giải phóng mặt bằng của mỗi địa phương nơi có dự án đi qua được triển khai thuận lợi. Từ đó, tiến độ các công trình được đẩy nhanh, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội những nơi có cao tốc đi qua phát triển. Những bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng này đang được người dân ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tập kết để xây dựng nên những ngôi nhà mới. Khu tái định cư rộng hơn 2 hectare này đang chào đón những cư dân mới về đây để an cư lạc nghiệp. Sự hình thành nên những ngôi nhà mới, những tổ ấm mới cũng song song với sự hình thành của tuyến cao tốc Bắc Nam. Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Tuy nhiên, dự báo vào thời điểm giao thừa, tình trạng đốt pháo có nguy cơ xảy ra ở nhiều nơi. Vì vậy, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, để người dân vui xuân đón Tết được an toàn.
Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong đêm giao thừa tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình năm 2021. Ở khắp mọi ngõ ngách của thành phố, tiếng pháo nổ rền vang như chưa hề có lệnh cấm. Dù lực lượng chức năng đã rất quyết liệt trong việc tuần tra kiểm soát, tuy nhiên tình trạng đốt pháo vẫn diễn ra nhiều nơi. Tôi thấy trong những năm qua, tình hình đốt pháo trên địa bàn vẫn xảy ra rất nhiều. Dù được cơ quan chính quyền địa phương đã vào cuộc, nhưng mà nguồn pháo lậu tuồn vào địa phương vẫn về các địa phương vẫn rất nhiều. Và tôi hy vọng rằng trong năm này, thì chính cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc quyết liệt hơn để nhằm hạn chế được cái nguồn pháo lậu cũng như cái đốt pháo của những người dân. Chỉ tính riêng 2 tháng trước Tết Nguyên đán 2022, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và ngăn chặn đến 18 vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu. Hàng nghìn hộp pháo đã bị tiêu hủy, hàng chục đối tượng đã bị bắt, nguồn pháo chủ yếu được đưa về từ các tỉnh lân cận. Mặc dù lực lượng chức năng đã tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, tuy nhiên những vụ mua bán vận chuyển pháo lậu vẫn diễn ra. Công an tỉnh đã triển khai rất nhiều cái biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cái việc người dân mua bán và sử dụng pháo trên địa bàn. Sắp tới, gần đến sẽ triển khai lực lượng từ tỉnh về cơ sở. Chúng tôi triển khai gần 300 cán bộ chiến sĩ về địa bàn nhằm giúp cho lực lượng công an cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như đấu tranh xử lý và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Để ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép đêm giao thừa, ngoài tinh thần chủ động tích cực đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, người dân cần phải nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không sử dụng pháo trái phép để bảo đảm an toàn và đón một cái Tết vui tươi lành mạnh. Để bảo đảm an toàn không xảy ra các vụ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao. Công tác phòng cháy chữa cháy tập trung vào tuyên truyền phổ biến kiến thức trong sử dụng điện ga, thắp hương, thờ cúng, những khuyến cáo trong an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng hóa và đặc biệt là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Qua đó sẽ kiến nghị khắc phục các tồn tại hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy của cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chúng tôi thứ nhất là kiểm tra lại toàn bộ các cái trang bị về phương tiện để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiểm tra các hệ thống cốc cung cấp nước, cung cấp điện để đảm bảo cho cái việc phục vụ nhân dân cũng như là đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Công an các đơn vị địa phương cũng tích cực triển khai ứng dụng số trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy như hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114, sử dụng các trang nhóm trên mạng xã hội. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên luyện tập nâng cao nghiệp vụ, duy trì công tác thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hộ gia đình và quần chúng nhân dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác về ý thức về chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Không lơ là chủ quan để mất an toàn phòng cháy cháy. Ngày Tết đã đến gần, trong nỗi lo toan tất bật chuẩn bị đón năm mới, rất cần mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân quan tâm trách nhiệm hơn nữa các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động loại bỏ những nguyên nhân có thể gây ra cháy nổ để có một mùa xuân mới, một năm mới thực sự đầm ấm, an toàn. Tiếp theo cho phần tin quốc tế, Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo Hoa Sông 12. Ấn Độ hoàn thành tiêm chủng cho 75% dân số trưởng thành. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay ngày 31 tháng 1 xác nhận nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung xa Hoa Sông 12 vào ngày 30 tháng 1. Theo KCNA, vụ thử tên lửa đạn đạo Hoang Song 12 nhằm mục đích đánh giá loại tên lửa đang được sản xuất và triển khai này, cũng như xác định độ chính xác nói chung của hệ thống vũ khí của Triều Tiên. Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng vào ngày 30 tháng 1 đã bay 800 km và đạt độ cao nhất 2.000 km. Quả tên lửa được phóng đi từ khu vực tỉnh Yagang của Triều Tiên về phía bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là lần phóng thử tên lửa thứ 7 của Triều Tiên tính từ đầu tháng 1 năm nay. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn sau vụ phóng này. Tại cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng gây căng thẳng và đáp lại lời kêu gọi đối thoại của cộng đồng quốc tế.
Ngày 30 tháng 1, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này. Chuyến thăm hướng đến tăng cường quan hệ tới vùng vịnh vào thời điểm căng thẳng trong khu vực đang gia tăng khi các cường quốc trên thế giới cố gắng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran. UAE và Israel không có quan hệ ngoại giao, nhưng Israel cho biết muốn thiết lập mối quan hệ với Ả Rập Xê Út, nơi có hai địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao UAE, ông Sergei Abdullah, đã chào đón Tổng thống Israel khi ông tới thủ đô Abu Dhabi của UAE. Hãng thông tấn nhà nước UAE cho biết Tổng thống Hejaz sau đó đã được Thái tử UAE Sheikh Mohammed tiếp đón tại dinh Tổng thống Al-Watan cùng với các bộ trưởng và quan chức nước này. Tổng thống Hejaz cũng sẽ gặp gỡ các cộng đồng người Do Thái ở UAE, nơi là trung tâm thương mại và du lịch của khu vực Trung Đông. Israel vào hôm 18 tháng 1 đã đề nghị hỗ trợ an ninh và tình báo cho UAE chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sau vụ tấn công gây chết người của nhóm Houthi liên kết với Iran ở Yemen. Bộ Y tế Ấn Độ vừa đưa ra thông báo quốc gia này đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 cho 75% dân số trưởng thành trong vòng một năm. Hiện Ấn Độ đang chứng kiến làn sóng dịch thứ ba với số ca nhiễm theo ngày lên tới hơn 230.000 ca. Hơn 705 triệu người, tương đương 75% dân số trên 18 tuổi ở Ấn Độ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Kết quả này vẫn chậm hơn so với mục tiêu của chính phủ Ấn Độ đặt ra ban đầu là hoàn thành tiêm chủng cho 100% dân số trưởng thành, tương đương 950 triệu người dân vào tháng 12 năm ngoái. Mặc dù vậy, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn khẳng định đây là mốc đánh dấu thành công của chương trình tiêm chủng của nước này. Từ giữa tháng 1 năm 2022, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 18, cũng như triển khai tiêm mũi tăng cường cho nhân viên y tế và những người trên 60 tuổi có bệnh lý nền. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, Ấn Độ dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đủ liều cho toàn bộ dân số trưởng thành vào giữa tháng 5 tới đây. Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch COVID-19, với hơn 75 triệu ca mắc và hơn 907.000 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca tử vong theo ngày ở quốc gia này đã vượt mức đỉnh của làn sóng Delta vào năm 2021 và có nguy cơ tiếp tục gia tăng. Tính trong 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận trung bình 2.267 ca tử vong một ngày, vượt mức đỉnh 2.100 trường hợp trong làn sóng do biến chủng Delta gây ra vào hồi tháng 9 năm 2021. Một nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mỹ tăng cao là do chương trình tiêm chủng của nước này đã chững lại so với nhiều quốc gia. Hơn một năm triển khai, Mỹ chỉ tiêm được đủ 2 liều vaccine cho hơn 60% dân số, tức là còn gần 40% vẫn đối mặt với nguy cơ cao. Khả năng miễn dịch sau tiêm cũng suy giảm theo thời gian. Và các nhà khoa học còn cho biết kháng thể tự nhiên sau khi nhiễm các biến chủng trước đó sẽ suy yếu sau một thời gian tương đối ngắn. Theo ước tính của các nhà khoa học, Mỹ có thể ghi nhận trung bình khoảng 1 triệu ca nhiễm mới mỗi ngày trong thời gian tới đây. Trước thềm Tết Nguyên đán 2022, các chuyên gia thuộc lực lượng đặc nhiệm đa bộ về COVID-19 của Singapore khuyên người dân tránh ra ngoài nếu họ cảm thấy không khỏe, ngay cả khi xét nghiệm cho thấy âm tính với SARS-CoV-2. Thông điệp chung của Bộ trưởng Tài chính Singapore ông Lawrence Wong và Bộ trưởng Y tế ông Ye Kung cho biết Singapore đang trải qua làn sóng Omicron và các ca bệnh dự báo sẽ tăng mạnh. Do vậy, các bộ trưởng nhắn nhủ tới người dân đừng ra ngoài ngay cả khi xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, vì bạn vẫn có thể lây nhiễm cho mọi người. Bộ Y tế Singapore khuyến cáo người dân nên cân nhắc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trước khi đến thăm những người khác, đặc biệt là thăm người cao tuổi chưa tiêm phòng. Cùng với đó, nhiều biện pháp phòng dịch cũng được áp dụng, bao gồm hạn chế tụ tập đông người, quy định các gia đình chỉ được đón tối đa 5 khách một ngày và việc đặt bàn tiệc tại nhà hàng cho nhóm khách trên 5 người bị cấm. Trong 24 giờ qua, Singapore đã ghi nhận thêm 5.554 ca nhiễm mới COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.